Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ cách thay đổi giọng nói trực tiếp khi chơi game như thế này. Nghe rất vui và rất là thú vị. Để thay đổi giọng nói trực tiếp khi chơi game như vậy, đầu tiên mình bấm cài đặt ứng dụng này. Đây là biểu tượng của ứng dụng này. Bấm cài đặt. Mình chờ trong giây lát. Ứng dụng này nó hơn 13 MB thôi nên việc tải và cài đặt rất là nhẹ. Và mình sẽ để cái đường link dưới video này, các bạn bấm vào đó để tải và cài đặt về điện thoại của mình. Sau khi cài đặt xong, bấm mã vào ứng dụng. Bấm cho phép. Cho phép. Như vậy là xong. Trong này nó có 4 mục. Mục thứ nhất là thay đổi giọng nói những cái tập tin âm thanh lưu trữ có sẵn trong nguồn nhạc điện thoại này. Tôi chọn vào mục này. Đây là những cái tập tin âm thanh lưu sẵn trên máy nè. Ví dụ mình sẽ chuyển đổi cái tập tin này. Đó là âm thanh gốc. Trong này nó có rất nhiều kiểu giọng nói các bạn tùy chọn. Ví dụ ở đây mình sẽ chọn kiểu giọng nói này. Và sau đó các bạn bấm vào cái chữ shift nè. Thời gian chuyển đổi âm thanh tùy thuộc vào thời lượng tập tin ban đầu này. Thời gian còn lại là 0 giây. Đó là xong. Bấm vào cái chữ là go to see nè. Và đây là cái tập tin mình vừa chuyển đổi nè. Và các bạn có thể là bấm vào cái biểu tượng là keyboard này để đổi tên. Ví dụ ở đây mình sẽ đặt là chữ A này chẳng hạn. A này. Bấm OK. Bấm trở về. Mục thứ hai, các bạn muốn thay đổi giọng nói bằng cách ghi âm trực tiếp thì mình chỉ cần bấm giữ vào biểu tượng micro này. Và mình nói nội dung mình muốn ghi âm. Ví dụ bây giờ mình bấm giữ vào biểu tượng micro này. Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ cách thay đổi giọng nói trực tiếp khi chơi game. Sau đó bấm thả ra như thế này. Lúc này ứng dụng nó sẽ chuyển đến các kiểu giọng nói này, các bạn tùy chọn. Ví dụ ở đây mình sẽ chọn kiểu giọng nói này. Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ cách thay đổi giọng nói trực tiếp khi chơi game. Sau đó bấm từ save. Và mình chờ nó lưu cái tập tin lại. Như vậy là xong. Bấm vào go to see nè. Mình có thể là nghe lại nè. Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ cách thay đổi giọng nói trực tiếp khi chơi game. Và những cái tập tin ghi âm á, nó đều nằm trong cái mục My File này. Cách này các bạn có thể là sử dụng ghi âm những câu nói các bạn hay sử dụng khi chơi game á, và mình ghi âm trước và mình chuyển đổi giọng nói như thế này xong. Và khi cần sử dụng á, mình chỉ cần bấm vào cái mục phát là OK. Mục thứ ba là thay đổi giọng nói trong game nè. Và đây là những cái game, những cái ứng dụng mạng xã hội mà ứng dụng này nó hỗ trợ thay đổi giọng nói. Có một này mình kích hoạt đây. Mở cửa sổ nổi nè, để cái ứng dụng này nó chạy này. Mục thứ hai này là hướng dẫn sử dụng. Đây là hướng dẫn sử dụng nè, những ứng dụng mạng xã hội nè. Có hình ảnh hướng dẫn trực quan như thế này. Đây là hướng dẫn thay đổi giọng nói khi chơi game nè. Còn đây là hướng dẫn thay đổi giọng nói khi phát trực tiếp video nè. Có hình ảnh và chú thích như thế này. Và cái mục thứ ba này á, là cái mục là cửa sổ trợ giúp. Hay là các bạn chọn vào game nè. Nó cũng có hướng dẫn trực quan như thế này. Nói bằng tiếng Anh, nếu các bạn có thể là sử dụng là Google dịch á, để mình sẽ hiểu rõ nghĩa của nó hơn. Và khi mình bật cái tính năng cửa sổ nổi á, thì cái ứng dụng này nó sẽ chạy này như thế này. Dù mình vào bất kỳ ứng dụng nào thì cái ứng dụng này nó vẫn chạy này. Nó có cái mũi tên như thế này này. Ta chọn vào đây này là nó sẽ hiển thị ra cái ứng dụng. Ví dụ bây giờ mình vào Messenger cũng giống như mình vào game như thế này. Để mình di chuyển xuống đây cho các bạn dễ thấy nè.
Và bây giờ mình muốn thay đổi giọng nói trực tiếp khi chơi game á, thì mình bấm giữ vào biểu tượng micro và mình nói nội dung mình muốn thay đổi giọng nói nè. Ví dụ bấm giữ nè: xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ cách thay đổi giọng nói trực tiếp khi chơi game. Và mình thả ra như thế này. Sau đó mình bấm chọn vào biểu tượng nè, đây nè, để chọn kiểu giọng nói mà mình muốn thay đổi. Mình nhấp như thế này nè là nó thay đổi một giọng nói nè. Và các bạn có thể là bấm play để nghe thử nè. Nó đếm ngược thời gian 4 giây như thế này. Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ cách thay đổi giọng nói trực tiếp khi chơi game. Bấm thay đổi giọng nói khác thử nè. Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ cách thay đổi giọng nói trực tiếp khi chơi game. Và cách thay đổi giọng nói trực tiếp khi chơi game các bạn cũng làm tương tự như vậy nè. Các bạn bấm giữ vào biểu tượng micro, nói nội dung mình muốn chuyển đổi giọng nói. Sau đó bấm vào đây để chọn kiểu giọng nói. Và bấm play. Bấm phát như thế này là bên kia sẽ nghe cái giọng nói mình chuyển đổi. Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ cách thay đổi giọng nói. Và các bạn là nhớ bật mic trong game. Hai, các bạn bấm chọn vào biểu tượng là nút chặn này để mình phát những câu nói mà mình ghi âm sẵn, chuyển đổi giọng nói sẵn rồi. Lúc mình chơi game mình phát ra bên kia cũng nghe giọng nói chuyển đổi giống như là mình đã chuyển đổi giọng nói trực tiếp này. Bấm vào đây nè, chọn những câu nói mà mình muốn phát nè. Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ cách thay đổi giọng nói trực tiếp khi chơi game. Cách thay đổi giọng nói trực tiếp khi chơi game như thế này rất là thú vị. Các bạn có thể là tải về và trải nghiệm vì ứng dụng này nó miễn phí hoàn toàn. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào tất cả các bạn.